mọi người ơi, mỗi ngày đạt ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin lại tiếp tục thêm một cái món ăn rất là đặc biệt đến cho mọi người nha. Đó là mình sẽ đi hái cỡ 2 đến 3 đến 4 đến 5 đến 6 trái dừa vậy đó cũng được. Tại vì mình muốn là nấu gói mì trong một trái dừa đó để mà mình thưởng thức xem là nó ngon thế nào nha cả nhà. Tại vì mình đã từng ăn qua rồi, mình sẽ dùng cái nước dừa đó để mà mình pha mì. Và mình sẽ bỏ thêm một ít tôm với lại mực hoặc là một ít hải sản gì đó ở đây nè để mà mình ăn. Thì không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu đi hái dừa trước đi, rồi mình sẽ đi mua hải sản sau nha, để xem coi món ăn ngày hôm nay nó ngon như thế nào cả nhà. Mình vừa mới hái bốn trái dừa rất là bự nha. Một trái thì chắc tầm cỡ hai trái nhỏ đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng hai trái bự này để mà mình bỏ mì tôm vô, cái mình nướng, mình luộc thử coi nó ngon như thế nào cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem dừa này đem về nhà cắt, rồi sau đó cái mình sẽ đi mua thêm một ít hải sản để mình bỏ vô đây nghe nha. Mệt quá nhà. Thank you.
À, cái nhà ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu chặt dừa nha. Mình chặt dừa ra, mình lấy nước bắt đầu mình bỏ vô trong một cái nồi hay là một cái ca để mà mình đem nước ra mình đem luộc. À, cái nhà. Rồi sẽ gán chặt cho nó bự cái đít ra rồi để mình bỏ tôm mì vô cho nó vừa rồi mình ăn ha. Bây giờ mình đã chặt ra hai lỗi thề này cả nhà. Đó, mình sẽ chặt rộng ra thế này ha. Để mình bắt đầu bỏ mì tôm vô đây. Còn đây là nước dừa này cả nhà. Đó, nước này là mình sẽ bỏ nó vô trong cái nồi nhỏ để mà mình nấu lên, rồi sau đó mình sẽ bỏ mì tôm vô đây, rồi sau đó mình sẽ bỏ hải sản mực gì đó vô đây ha. Đó, rồi mình sẽ ấp lại. Xong rồi. Đây đừng có nói nữa là cho ăn. Dạ. Xong rồi hả? Im lặng được không? Wow. Rồi nè, để quay cho các bạn. Xong rồi. Cô ăn đi. Để đây đi nào.
rồi. Lên cái ngồi đây, để lên. Nhà mình đã chuẩn bị xong hết trơn nha. Bây giờ bắt đầu mình bắt nước lên, bắt nước dừa lên, rồi mình để trong vòng cỡ 15 phút gì đó cho nước dừa nó nóng nóng lên, đâu cái mình đổ mình pha vô trong cái trái dừa nha, cho tất cả những hải sản trong đó đều chín hết và mình ăn luôn. Đó. Thì để coi thử cái mùi vị nó ngon như thế nào thì bắt đầu cả nhà chuẩn bị theo dõi và xem thử một cái món ăn rất đặc biệt hôm nay là mình không biết nha cả nhà. Để ra đi. Phải là mình không biết á, cái mình đã lấy mấy cái hải sản để đây, tại vì mình đừng nghĩ là mình đổ đợi nước sôi lên mình đổ đây thì chắc nó không chín mấy đâu, nên cái nhà thông cảm hồi nãy là mình không biết. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra rồi mình để nó như thế này nè, mình để vô vậy này đi ha, rồi có một lát nó sôi lên chín chín thôi mình đổ vô mình ăn lòng luôn đó. Cả nhà nhớ đừng có làm theo cái giống hồi nãy mình bỏ vô trước nha, mình không biết. Rồi bây giờ mình chờ đi ha, hải sản nó chín. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món mì này nha cả nhà. Nói chung là mình đã để nó trong cái mì cũng cỡ 15 phút rồi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng mở ra để mà mình ăn nha. Thì mình không biết cái nước dừa này á nó làm cho mì ngon nào cả nhà, để mình thử coi nha. Đây ha, giờ cô làm mở ra mọi người. Mở ra nè. Lấy đũa đi em, lấy đũa ăn đi. Ăn đây nha. Rồi nữa ăn cái chứ. Mời cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu mình thưởng thức cái món mì dừa nha cả nhà. Ô, thịt quá cả nhà ơi. Bên này nè. Bên nó ngon quá. Bên nào quá? Bên này có, bên nó ngon. Bên này đi. Bên nó ngon, dừng nè. Ở đi. Mình lấy gì đỡ chơi. Em ơi ăn nè em ơi. Em chứ làm gì
em nước, em lấy thêm nước dừa ngon em. Bên nào không? Em ở đây. Anh em. Không ở đây rồi nè. Ngon lắm cả nhà, nói chung là cái nước nó rất là mùi vị rất là ngon cả nhà, rất là nhãn luôn. Ăn không? Mọi người ơi, cho cả nhà là cả nhà thấy không, cái nước dừa này, đây là cái nước dừa nghe, chứ không phải là nước bình thường của mình đâu nha. Cái nước này rất là ngon cả nhà ơi, nó nói chung là theo mình cảm nhận là rất là ngon, nước đã xanh lắm mà, nhưng mà không ngọt, không mặn, nhưng mà dừa đủ ăn lắm. Nhưng mà nước là cái nước dừa này làm cho mình là ngon đủ ăn luôn, rất ngon. Nước này chưa nấu à? Nước này nấu rồi. Tôm mấy đứa, tôm ngang mấy đứa, tôm ngang ngon. Ngon cái trời. Đây. Chưa có cài cho mấy. Đã. Này ớt cái cây miếng ngọt này. Thấm vô thêm rồi chứ, ngọt ngay rồi. Cái này nước ơi. Cộng thêm con tôm nữa. Đây. Con tôm ngon. Ăn mấy nước cho. Nước ủ cái tấm nó ngọt hay à. Ừ, chạy chạy á. Nước dừa nó. Chạy uống cái nước càng. Tôm nó hết rồi anh Sinh. Qua đây nè. Em nó còn chứ không? Thấy cho nó thôi. Em con. Con. Hôm nay nhiều rồi. Được con đó nè. Con.
cả nhà, cái nước dừa nha, mình bỏ mì vô á ăn rất là ngọt, với lại cái nước dừa với lại cái thịt con tôm á nó làm cho cái mì cả nhà vừa đủ ăn luôn và rất là tuyệt vời đó. Thì mình không để tiếc cái nước dừa làm gì, mình sẽ mua thêm 3 gói mì rồi sau đó mình đổ vô cái nồi nè để mình ăn thêm cả nhà. Sự đây là lần đầu tiên mà mình ăn mì với nước dừa cả nhà, rất là ngon thật sự luôn, cộng thêm cái con tôm nữa, nó ngọt đó nha, ăn rất là đã. Rồi, đây đây đây. Mình bỏ mì vô rồi mình ăn tiếp mọi người. Nước dừa này quá hấp dẫn mà ngon cả nhà, chỉ thiếu hải sản bỏ vô thôi. Rồi hôm nay trời lạnh nữa, với lại thường thường ở đảo mình là hay sóng gió lắm cả nhà. Thì ăn rất là hấp dẫn mọi người. Thì nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe chia sẻ cho cái món ăn hôm nay của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.